những cá sấu chắc hẳn trong mỗi chúng ta không ai không cảm thấy rất sợ hãi. Đúng như vậy, cá sấu là một loài bò sát sống ở đầm lầy, chuyên ăn thịt sống và còn được mệnh danh là chúa tể của đầm lầy. Nhưng hôm nay trên sân khấu diễn, với tài năng và lòng dũng cảm của mình, nghệ sĩ Hải Đăng sẽ thuần phục vào biểu diễn cùng với chúng cá sấu này như thế nào. Chúng ta cùng hướng mắt về sân khấu và chờ đợi. Cũng như những nhà huấn luyện khác như hổ báo và sư tử, để thuần phục chúng cá sấu to lớn và hung dữ này, đòi hỏi nghệ sĩ Hải Đăng phải có một lòng can đảm và một sự tự tin tuyệt vời. Một chú cá sấu rất to lớn và hung dữ đang được nghệ sĩ Hải Đăng chinh phục và đưa vào vị trí để biểu diễn. Như vậy là sau một hồi chinh phục, chú cá sấu đã được nghệ sĩ đưa vào đúng vị trí để biểu diễn. Chúng ta dành một trong các tay để dành tặng cho nghệ sĩ Hải Đăng. Theo lệnh của người điều khiển, chú cá sấu đang từ từ há miệng ra rất to và để lộ ra hai hàm răng rất sắc nhọn và lợi chậm, trông rất nguy hiểm. Và màn biểu diễn đầu tiên, đưa tay qua miệng cá sấu. Động tác đã thành công. Những động tác càng ngày càng phức tạp hơn và mạo hiểm hơn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với động tác lấy tiền từ trong miệng cá sấu. Và để thực hiện thành công động tác này, đây sẽ đăng xin mượn quý khán giả một tờ tiền với mệnh giá bất kỳ. Vâng, trong chúng ta ai có một tờ tiền với mệnh giá bất kỳ, hãy cho nghệ sĩ Hải Đăng mượn để biểu diễn. Và ngay sau khi biểu diễn thành công, nghệ sĩ Hải Đăng sẽ hoàn trả lại cho quý vị. Vâng, xin chân thành cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Và ngay sau đây, tờ tiền này sẽ được nghệ sĩ Hải Đăng đưa sâu vào bên trong miệng cá sấu. Như vậy là tờ tiền đã nằm gọn sâu bên trong miệng cá sấu. Chúng ta cùng hướng mắt về sân khấu và chờ đợi. Nghệ sĩ Hải Đăng phải hết sức bình tĩnh. Đây là động tác rất nguy hiểm. Động tác đã thành công. Vâng, xin chân thành cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị khán giả rất nhiều. Những tràng pháo tay của quý vị là những điều động viên khích lệ rất lớn đối với các nghệ sĩ biểu diễn thành công hơn trên sân khấu. Và xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã hỗ trợ thời điểm cho nghệ sĩ Hải Đăng. Tiếp theo sẽ là động tác biểu diễn lãi miệng cá sấu. Vâng, nghệ sĩ Hải Đăng đang dùng tay lãi miệng cá sấu và vút từng chiếc răng rất sắc nhọn và lợi chậm. Động tác đã thành công. Những động tác càng ngày càng phức tạp hơn và mạo hiểm hơn rất nhiều của nghệ sĩ Hải Đăng. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với động tác sát sạc với chú cá sấu. Vâng, đây là động tác rất nguy hiểm. Nghệ sĩ Hải Đăng sẽ nằm lên lưng cá sấu. Yên ru luôn rồi bà. Với lòng can đảm của mình, nghệ sĩ Hải Đăng đang nằm lên lưng cá sấu và anh còn nở một nụ cười rất tự tin. Một tràng pháo tay để dành tặng cho hình tượng rất tuyệt vời này. Ủa là con cá sấu như
vậy là động tác đã thành công. Chúng ta đã được thức tiết mục siết cá sấu được dàn dựng từ Vương quốc Thái Lan trở về và do nghệ sĩ Hải Đăng huấn luyện và biểu diễn. Hôm nay sau đây sẽ là những động tác phức tạp hơn và mạo hiểm hơn rất nhiều của nghệ sĩ Hải Đăng. Với lòng can đảm và của mình, ngay sau đây nghệ sĩ Hải Đăng sẽ đối đầu với cá sấu hung dữ. Nghệ sĩ Hải Đăng đang dùng miệng của mình đẩy cao chiếc hàm của chú cá sấu lên rất nguy hiểm, một hình ảnh rất đẹp. Không thì cá. Và động tác đã thành công. Vâng, xin chân thành cảm ơn những chào bắt tay của quý vị khán giả rất nhiều. Và qua những màn biểu diễn này, chú cũng xin nhắc nhở đến các cháu thiếu nhi. Nếu như một ngày nào đó, ba mẹ đưa các con vào vườn bách thú để tham quan, nếu nhìn thấy chú cá sấu, các cháu tuyệt đối không được lại gần. Vâng, chỉ có những nhà dạy thú, những nhà biểu diễn trên sân khấu mới lại gần được chú cá sấu mà thôi. Còn các con thì tuyệt đối không được lại gần vì chú cá sấu rất nguy hiểm. Và ngay sau đây để đáp lại những tình cảm, những chào bắt tay của quý vị khán giả đã dành cho nghệ sĩ Hải Đăng, chúng ta cùng đến với tiết mục màn biểu diễn nguy hiểm nhất. Nghệ sĩ Hải Đăng sẽ cho đầu vào. Nghệ sĩ Hải Đăng phải hết sức bình tĩnh. Tôi thực sự nhắc lại, đây là một động tác vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần một sơ suất rất nhỏ thôi thì không hiểu điều gì sẽ xảy ra. Với lòng can đảm của mình, nghệ sĩ Hải Đăng cho đầu vào sâu bên trong miệng cá sấu rất nguy hiểm. Và động tác đã thành công. Vâng, chúng ta vừa được chứng kiến màn biểu diễn hồi hộp đến thót tim của nghệ sĩ Hải Đăng cùng với chú cá sấu rất to lớn và hung dữ. Và ngay sau đây các nghệ sĩ sẽ đưa chú cá sấu vào đúng vị trí ban đầu của mình. Một chú cá sấu rất to lớn và đúng vị. Vamos lá, vamos lá.